ngày hôm nay đi ăn đi uống về rồi về tiệm tưởng làm gì, làm chuyện động trời nè quý vị. Ừ, thấy không, Rồi bắt đầu cho bồi bạn đầu cho bà đến từ Đài Loan. Rồi tới đây đố mọi người cái giường này chứ nha, mua ở đâu? chịu mua ngoài tiệm. Dạ giường này là giường để nằm bấm huyệt đó mấy má. Trời bấm huyệt luôn. Ê, bà thấy tôi gội đầu đã không? Đã. Thích ha? Hết. Thích. Rồi, tôi ngày xưa là được đi học lớp gội đầu rồi đó chứ. Hèn gì. Ông nhìn chuyên nghiệp ha, nhìn thực sự chuyên nghiệp á. Rồi. Nằm xuống. Đây. Nằm xuống. Hãy coi cái giường của em vừa mua nha quý vị. Có nguyên một cái hệ thống nước tuôn chảy từ đây ra đây, thấy không? Cái giường á. Cái này gọi kiểu của người Trung Quốc đó. Của Trung Quốc gọi kiểu này hả má? Gọi kiểu này á. Ủa nó gọi, nó gọi thô sơ vậy đó hả? À. Vậy hả? Đúng là bà Nga trai nổ. Coi như là đè đầu cởi cổ người ta thì không có gội đầu cho nè. Bây giờ là tự dưng là bà Bình là sướng quá ha. Cái đó bà Gia Bình là sướng. Hôm qua là lấy cái đầu lâu làm mà cũng sắp tắt rồi. Hôm nay tới tới bà Bình là phải làm tới kiểu này luôn rồi. Ừ. Cái tiệm của tôi mà giờ cái gì tôi cũng làm được hết trơn rồi. Không. Này biết tôi cũng biết đây là cái nhà hay là cái gì luôn. Bây giờ là mình chữ yến xào mà tự dưng này gội đầu dưỡng sinh nữa. Ai có nhu cầu gội đầu dưỡng sinh nha. Thúy Nga trai nổ. Đấy. Ai 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 mua ở sổ riêng, có ai mua ở sổ riêng. Hãy dừng chân ghé qua Nga. Đấy, cả nhà thấy chưa? Gội đầu dưỡng sinh. Đấy. Đây là rửa mặt nha. Rồi đâu rồi rửa mặt. Sướng không? Sướng không? Đã không? Đã. Rửa mặt, nhà cái gì cũng có hết trơn. Ừ. Giường có sẵn, sản phẩm nào cũng có sẵn hết trơn. Ừ. Bởi vì làm ngay tại chỗ luôn. Rồi. Đây là rửa mặt. Sướng. Sướng không? Sướng mình. Sướng không? Mặt hưởng thụ nhăn nhó quá vậy. Bà nói sao bà cứ đổ nãy giờ bà ta thấy cái đổ cái gì không má? Bà nghĩ dễ sợ. Thôi bà nghĩ đi. Để người ta làm lâm tính đổ nước vô lỗ tai bà nè, bà nội. Để người ta làm nơi nổi, để người ta làm người nổi tiếng thì không có chịu. Cái nhăn mặt cái gì vậy? Sướng quá rồi. Sướng chưa? Sướng không? Sướng không? Sướng không? Nè. Sướng không? Sướng không? Đó. Thấy đã không? Cai cứ cười hoài vậy. Đấy cái nước, cái rửa mặt, nước rửa mặt nó rửa xong cái nó sạch tưng á, sạch băng á. Sạch băng luôn. Ừ, còn cái nước rửa mặt này nó mềm ghê nha. Ừ. Thấy đã không? Ừ. Thấy ok không vậy? Tiểu Bình. Hài lòng không? Lát nữa có tiếp cho tôi không vậy trời? Hết nước của tôi rồi bà Nga ơi. Rửa gì rửa nhiều đấy. Đấy cả nhà mình thấy không? Cái này là phương một cách làm cho những người chủ sợ thất nghiệp cho tương lai. Quay đầu quên này. Rồi. Quay đầu qua này đó. Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Ok không? Quá tuyệt vời luôn. Bắn cái lâu cái bịch nước không? Lâu bịch nước không? Nó nước ở cái thằng ở trên kìa. Cái thằng này phải không? Đúng rồi. Thằng này. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Xài chứ. Không cần phải giặt đâu. Thằng này của Đài Loan là nhỏ chút xíu à, bung ra cái như cái khăn đi tắm luôn á trời. Không, cái này là khăn lâu đầu. Con thay khăn lâu người lên nó khá cơ, nó to lắm. Khăn này là khăn xài một lần rồi quăng đó phải không? Ừ. Không đấy, nếu con xài thoải mái được quăng uổng. Nhưng mà nó dày này mà quăng phí quá. Ừ. Như bữa hôm có mang cho tôi cái đống mà không biết tôi để đâu rồi. Để trong phòng két rồi, tôi đâu biết bà đâu ăn đâu đâu. Vậy hả? Cả thức bánh két. Cứ vừa phải. Đấy nha, vừa gội đầu vừa đắp mặt nạ thì cho cả nhà. Đấy. Sử dụng mặt nạ. À, trong lúc chờ những sản phẩm
Tiếp theo thì chúng ta sẽ phục vụ khách tận tình, chắc mở cái tiệm tóc luôn quá. Đây là mặt nạ nha cả nhà, đấy. Cái mặt nạ có vừa cái mặt mâm bà này không? Vừa nha. To mà, cái này nó to mà. Rồi. Khi đây là cách cho khách enjoy, và sau khi mình gội đầu sẽ xong thì mình sẽ đắp mặt nạ, rửa mặt trên mặt khách, và mình sẽ đắp mặt nạ để cho khách ngủ ngon. Nếu mà khách ngủ không ngon thì mình sẽ dùng những hành động massage nhẹ nhàng để cho khách enjoy và thư giãn đó quý vị. Thư giãn không? Đó. Phải thư giãn nha, thư giãn là mới vui nha. Đó là một cách để cho khách thư giãn mà nhớ mãi muôn đời, không bao giờ quên. Giữ cái tóc đi, có rảnh đâu mà giữ à. Trời ơi. Chỉ có tôi mới làm được điều này, không ai làm được điều này chứ. Nè, bày chuyện thành chi là cực muốn chết luôn đây. Hứng nước luôn. Trời ơi, siêng năng, sạch sẽ. Con người có công việc có khác ha. Cái người mà nó thích làm việc ở đâu nó cũng nghĩ chuyện, nó bày nó làm hết trơn. Trời ơi, làm xong rồi lâu luôn. Làm xong chương trình thì có ai tài trợ cho mình cái giường tại chỗ này không ta? Để tôi gọi cho những người nào họ muốn chăm sóc tóc. Chắc là có. Hoặc là chỉ cho tôi cái link mua cái giường. Tôi sẽ mua một cái giường nhỏ nhỏ mà có thể xếp lại được nha. Cho tôi không muốn lấy cái giường mà dừng ra đây để tôi gọi đầu. Tôi tính tiền khách đâu nha quý vị. Tắm cho tôi đó. Đây, sau khi mà chăm sóc tóc, nước đừng có lấy nóng quá nha quý vị. Nếu mà mình muốn tóc mình không có rụng á, là mình lấy nước ấm nhẹ thôi. Và bây giờ là Nga sẽ, đây là conditioner, chúng ta chỉ để vô đuôi tóc thôi nha quý vị, đừng có để lên cái chân tóc của mình, nó sẽ rất là dễ rụng tóc. Và sau khi đó mình vuốt cái chân tóc xong, mình sẽ massage cái đầu cho khách họ enjoy, họ ngủ ngon. Tôi làm dữ lắm mà mắt họ vẫn láo liên không ngủ. Tại sao tôi đổ nước vô mặt họ. Sau khi bỏ conditioner xong, chúng ta sẽ xả đầu cho thiệt là sạch. Con mẹ tôi làm giỏi không? Không một giọt nước vô tay luôn. Mà đầu sạch tưng luôn. Đầu mà Nga gội là phải sạch 3 ngày luôn, không là không thấy dơ luôn á nha. Sạch lắm luôn phải không?
Trời ơi, có cái đầu nhỏ xíu mà hết hai chậu nước của người ta luôn. Quý vị nhớ muốn gội đầu với em thì hãy nhắn tin riêng cho em 279-279-8989. Vào lúc nửa đêm em sẽ phục vụ tận tình. Người ngoài phục vụ đầu ra, em sẽ phục vụ nhiều cái khác. Bí hiểm lắm. Ghê chưa? Nghe là ghê chưa? 10 điểm. Rồi. Bây giờ là sau khi mà chúng ta relax xong, chúng ta sẽ mở cái mặt nạ này lên để coi cái gương mặt của người chủ nhân mà Nga đang chăm sóc nó sẽ như thế nào nha. Gương mặt của khách. Ôi trời ơi, ghê vậy. Thiệt là vi diệu quá đi. À, chúng ta phải massage qua. Đã bà hoài. Vì hạnh phúc bằng nữa rồi. Đây là thao tác cuối cùng. Từ từ. Ướt mẹ rồi. Rồi ướt mẹ nó một dòng sông luôn quý vị ơi. Nước nó đổ đành này lên láng đầy nhà luôn rồi. Bà thấy chưa, phục vụ bà tôi cực quá. Chuẩn bị quăng đi hai cái dĩa, bà thấy chưa. Tôi chu đáo từ đầu tới cuối mà cuối cùng cái khúc này nè. Thấy không? Ai nhụ bà mạnh tay quá. Bạo lực quá. Ui giời. Có tiền tiếp mẹ này không mà. Trời ơi, ta nói nè. Nguyên một cái kho ngập lên láng luôn quý vị ơi. Bây giờ không có cái cây lau nhà ở đây luôn. Thấy không? Vụ vậy chứ muốn gì nữa. Gớm, yên sao cao cấp ấy. Yên sao cao cấp. Mà người đâu dường xinh. Ôi giời ơi, lên láng hết trời. Quá chưa. Đây, cái bước này là cái bước kế tiếp nha quý vị. Ủa, tôi làm lẹ đi nhé. Chúng ta sẽ nhỏ những cái xịt những cái chất serum này lên toàn bộ cái đầu tóc sau khi gội đầu sạch sẽ xong. Massage vô sát những cái nơi mà tóc hay rụng á. Thường cái tóc của mình rụng á là nó sẽ rụng vô những cái ở đằng trước này nè. Những người nào mà hay bới hay cột tóc nhiều á thì tóc nó sẽ hay, nó hay bị xói hai bên này nè mọi người. Đó, có người sẽ xói ngay cái khúc chỗ này, rồi có người sẽ xói ngay cái khúc chỗ này nữa. Thì mình sẽ xịt vô toàn bộ cái đầu của mình và mình massage trong vòng 5 tới 10 phút. Đẹp không?
mùi rất là thơm bà con. Nhớ dùng những cái serum này nè, mình xịt trên cái lòng bàn tay của mình á, mình xoa ra và mình vuốt những cái đuôi chân tóc này nữa để làm gì mọi người biết không, cho nó nuôi dưỡng cái tóc của mình nó được khỏe mạnh và nó không bị chẻ ngọn nè, và nó sẽ mọc tóc nè, sợi tóc nó sẽ khỏe nè, và nó sẽ dày tóc lên nè, và một thời gian á tóc nó sẽ mọc lên mà nó không có bị rụng nha quý vị. Tóc này nó sản phẩm tinh dầu bưởi và những cái kết hợp của những cái cây cỏ thiên nhiên này nè, nó sẽ làm cho tóc của mình rất là khỏe mạnh và phục hồi những cái tóc đã hư trước đây và hay nhuộm và bị rụng và bị hói đầu. Thường á, khi mà gội đầu như mọi người nên nhớ nha, không có dùng cái nước nóng nhiều và không dùng máy sấy nóng nhiều, chỉ dùng những cái sấy mát hoặc là để khô tự nhiên như vậy quý vị, thì cái tóc của mình nó sẽ tốt hơn. Còn nếu sấy mà vội đi đâu thì mình sẽ dùng cái dạng chế độ sấy lạnh nha bà con, mình sấy lạnh thì nó sẽ tốt hơn cho mình. Cả nhà nhớ nha, khi sử dụng cái sản phẩm kích mọc tóc là cho mỗi lần mà mình gội đầu sạch sẽ xong, mình sẽ xịt lên những cái chân tóc như vậy, mình massage từ 5 tới 10 phút cho tóc nó tiếp xúc với lại cái serum và cho cái sợi tóc nó khỏe mạnh và nó tốt lên và nó mập lên và nó sẽ không có còn bị rụng tóc nữa. Nga xài một thời gian tóc con Nga mọc rất là nhiều, và bây giờ mình cũng nên xài đi nha. Ok, đây cho cái viên này nữa. Biết gì không? Biết gì không? Rumi kẹo. Ăn đi, tốt cho da, tóc đầu, tóc mọc khỏe. Rồi quay phim ăn miếng rồi. Mùi gì không? Mùi trái cây, giống như mùi trái tắc á. Thơm quá. Có cái mùi giống như hơi có mùi cá không? Mùi mì ăn cơm, tóc mình khỏe, mọc tốt. Cái khỏe mình tăng lên, năng lượng mình, nó cơ thể mình cũng khỏe. Cái này Nga bán thì sao? Ngày ăn 3 viên thì nói chung là đang sale. Còn bà riêng bà tôi tặng, đừng hỏi giá. Sướng à. Khi mà dùng cái sản phẩm về kích mọc tóc này á, thì nếu mà cần tư vấn thì hãy nhắn tin cho Thúy Nga 279-279-8989 đó. Cả nhà nhớ sử dụng những cái sản phẩm về tóc như này, mình chăm sóc tóc cơ thể của mình á, mặt mình làm cho đẹp rồi tóc mình mới làm cho tốt. Đó nãy đắp da mặt coi ăn phải ngon lắm. Đắp xong da mặt coi nè, căng hết. Sau khi đắp da mặt xong căng mịn luôn ha, mịn trong luôn ha. Đẹp. Bây giờ được rồi, tới phiên bà làm cho tôi đó. Không, mịn trơn luôn, thật trơn luôn, thật luôn không? Mình mà nó cứ ẩm vậy đó. Thích ghê. Cái da mặt rất là đẹp mọi người, da mặt đẹp dễ sợ luôn. Rồi bây giờ là tới khi bạn em sắp về Đài Loan rồi nên em phải phục vụ bạn em, và bây giờ bạn em phải phục vụ lại em. Nó mới đồng bạn lòng, cân bằng với nhau. Ok. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video này để mà biết các cách chăm sóc tóc như thế nào cho tốt nha. Đây, sau khi là gội xong chỉ để khô tự nhiên, mọi người tóc đã khô rất là đẹp và bồng bềnh rất là đẹp. Tóc này có uống nhẹ phải không? Tôi tưởng quan tự nhiên như tôi. Đây cả nhà, nếu mà ai đã xem cái clip này mà thích cái sản phẩm kích mọc tóc thì hãy liên lạc liền cho Thúy Nga, vì đây là một trong những cái sản phẩm rất là làm cho tóc mọc và tóc tốt và khỏe mạnh lên. Đây là thành phần chiết xuất từ vỏ bưởi và thảo mộc thiên nhiên, nó làm cho kích mọc tóc nha quý vị, nuôi dưỡng tóc, phục hồi tóc, ngăn ngừa tóc gãy rụng, nuôi dưỡng sợi tóc to khỏe, làm giảm quá trình bạc tóc, rất là tốt. Mọi người cần gì thì hãy nhắn tin cho Thúy Nga 279-279-8989. Và đây nữa là mình phải kết hợp với cái chai gummy này quý vị, mình ăn một ngày 3 viên, mình ăn trong vòng 3 tháng thôi, và mình xài sản phẩm này trong vòng 3 tháng. Thực ra là mình mua combo 3 tháng nhưng mình chỉ cần xài 1 tháng là cái sản phẩm nó đã có cái sự hiệu quả khác biệt rồi. Cái sợi tóc mình sẽ rất là khỏe mạnh. Và mọi người cần chần chờ gì nữa hãy nhắn tin cho Thúy Nga 279-279-8989 hoặc là 714-653-8028. Cảm
ơn cả nhà rất nhiều. Nếu mà muốn có một đầu tóc đẹp như bàn của em, và tóc nhiều, và tóc sinh sôi nảy nở và mập mạp lên, thì hãy liên lạc với Thúy Nga channel nha quý vị. Bye. Đẹp quá ha. Mà nó thơm quá, cái mùi nó thơm quá. Dạ luôn. Nhà có điều kiện mà bà Nga, bà nói nhà có điều kiện. Trời, uống yến đi hai bà. Gội đầu tôi quay đó. Từ lúc nãy giờ không có được miếng nào mà giờ hai bà chơi hai ly rồi đó. Gội đầu cho nhau này xong là... nói không có nước. Trời là hai lon luôn hả? Hai chai luôn hả? Không, uống yến ngủ ngon chứ mắng mơ mà không ngủ được. Mà uống vậy thừa chất rồi Nga ơi. Không, không có thừa. Uống gì mà hai chai trời lắm vậy? Có khi nhiều lúc tôi khát khát rồi uống ba chai nữa. Trời. Thấy mấy má này chơi chưa? Cái hồi khách, Tết đó. Khách nước mà nhà có điều kiện mà. Hồi khách nước mà coi như là uống yến à. Hồi Tết mà nghệ sĩ lại đi chơi đó. Cứ nghĩ là nhà mình có nước yến nên quên mua nước suối. Cho uống nước yến khách uống yến lỗ luôn. Mà bây giờ là chơi quay phim uống nè. Bây giờ là các bà là chơi một người hai chai luôn hả? Ừ. Trời đất ơi. Cùng. Uống yến mà đây là yến được phèn nhá. Đây là yến được phèn nha. Đừng mà ngon không? Yến được phèn đúng không? Yến nào làm nguyên chất mà không có pha không được. Mà yến này ngon, hình như nó là yến gì á. Yến nguyên chất á mà không, không có. Nó là cục hay gì? Yến tai. Không, yến chân yến, tài. Chân yến. Không phải chân yến đâu. Cái này chân yến làm mà lộ chết rồi. Cái này là tai yến. Tai yến với chân yến. Ừ. Xong chưa? Bây giờ tới bắt đầu. Làm tiếp. Uống nữa không? Bây giờ là tiết mục làm mặt cho bà Nga ha. Uống nữa không? Rồi bà Nga, tôi lại bà đây. Luôn á mẹ. Khác thiệt luôn. Mấy này Leon cho con vịt quay với heo quay ăn xong mặn khác nước quá. Mình cũng khác á. Ê cái khúc mới nãy sao mình không quay ăn trong này ta? Leon mang đồ ăn qua cho mình mà mình quên quay ha. Leon đạp xe qua cho mình đồ ăn. Trời ơi, tôi lại luôn bà Nga, bà chơi luôn ba chai luôn bà Nga, đùa chứ. Thôi tại sao bà chữ tới trẻ đẹp mãi? Người ta nói sao nhìn Nga càng ngày càng trẻ càng đẹp. Không, hôm nay khát nước thiệt á, mà trong tiệm không có một miếng nước uống nào chưa. Ok, nó chơi luôn đi. Trong một khoảnh khắc tụi em đã chơi hết một miếng. Trong khoảnh khắc. Bởi vì em lỗ yến nước em lỗ không có gì ơi, không buôn bán gì được luôn, toàn cho với ăn. Bình ơi là Bình. Sao mà lỡ dở vậy? Mở hoài nó không ra móng. Ngon quá. Ủa mà ca uống được mấy ly rồi? Mấy con ly để cho bà. Thôi để cho đi. Trời ơi, một mình tôi uống 3 ly luôn hả? Mắc cỡ quá. Em chủ nhân này mình làm lố quá. Nuốt vô Nga. Ngon quá. Nga, bà có nuốt vô. Nuốt vô cho mà ngon lắm. Trời đất. Không có ai như bà hết á. Uống lúc 3 chai luôn. Trời, ngon quá. 3 chai luôn. Cái cảm giác đồ nhà ăn không có sợ áp lực với ai hết. Chịu nổi không? Rồi ca chơi đi ca. Coi như là từ lúc nãy giờ quay phim á, bận quay phim mà chỉ được nửa lon yến thôi, nửa chai yến thôi. Còn lại là hai bà sơ tất. Một cái này mà thấy đau khổ không? Thấy tủi nhục chưa ha? Hai bà mà sơ từng này mà cho tôi có từng này nửa chai này, thấy không? Bà chơi ba lọ. Cái gì mà chơi ba lọ luôn vậy? Ba lọ là ít nha nha. Có cái chị khách kia chị mua về chị nói em ơi yến ngon quá chị mới uống hết một hộp luôn. Có sao không em? Xong nghe nói chị có sao đâu thì bà dư tiền thì bà uống vậy chứ làm sao? Không đùa vậy cái này cũng ngon. Không ngon thiệt. Không mà chị không uống xong với nó trời nha. Cái đêm đó chị khỏe lắm chị không ngủ luôn. Tôi nói bà từ hôm qua giờ là chưa đêm nào ngủ trọn vẹn nha. Từ 6 giờ sáng mới ngủ nha. Vì sao vậy? Tôi nhớ tại bà Bình bán game. Đâu có liên quan gì tới tôi. Ừ, uống đi. Ngon quá nhưng mà chỉ được nửa 12 giờ kém. Chưa về nhà luôn, ghê chưa? Ghê chưa? Rồi thôi giờ mình chăm sóc sắc đẹp tiếp nha. Ok. Sẽ một hộp yến.